Hello, xin chào các bạn Tiếp tục với những diễn biến của Tata Steel Chess nay mời các bạn đến với vòng đấu thứ 5 Để theo dõi ván cờ giữa đương kim nữ hoàng cờ Cư Văn Quân và cựu thần đồng Alizeza Fizuza Alizeza Fizuza đã nghỉ thi đấu cho liên đoàn cờ vua Iran từ 5 năm trước rồi Và 3 năm trước thì anh chính thức trở thành công dân của Pháp Cho nên chỉ có thể tạm gọi Fizuza là cựu hoàng tử Ba Tư thôi các bạn nhé Cư Văn Quân là cô gái duy nhất và có Elo thấp nhất trong các kỳ thủ, chỉ 2549. Còn Cựu Hoàng Tử 34 có Elo lên tới tận 2759. Với chênh lệch Elo hơn 200 điểm thì có thể nói cửa thắng cho Cư Văn Quân là không cao, thậm chí một ván hòa cũng là may mắn lắm rồi. Nhưng mà thực tế có đúng như vậy hay không? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, Cư Văn Quân được cầm quân trắng đi trước. Cô mở màn với nước tốt D4. Alizeza Fizuza đáp trả bằng nước tốt E6. Tiếp theo, trắng đi tốt E4, đen đi tốt D5 gã đối. Tốt trắng ăn D5, tốt đen ăn lại D5, hình thành khai cuộc phòng thủ pháp biến đổi quân. Trắng phát triển mã E3, đen phát triển tượng D6. Trắng để tốt C4 gã đối. Nếu đen đổi tốt trắng thì tượng trắng sẽ ăn lại tiện đường phát triển để nhà thành. Nên đen cứ để yên đấy và phát triển mã F6 chuẩn bị nhà thành. Trắng liền đẩy tới tốt c5 tấn công tượng đen làm cho đen chưa thể nhập thành đen chạy tượng e7 trắng đi tượng d3 chuẩn bị nhập thành sau đó theo đúng kế hoạch đen nhập thành trắng nhập thành đen phi tượng lên g4 ghi mã trắng trắng để tốt h3 đuổi tượng đen đen không đổi tượng lấy mã của trắng mà lùi tượng về h5 vẫn duy trì ghi mã trắng trắng phát triển tượng e3 đen phát triển mã c6 trắng nhảy mã b lên d2 nên cái sau mã nên dịch sẽ sang E8 kiểm soát cột mở E. Trắng phi tầng đến B5 ghi mã đen. Đen nhảy mã E4 chiếm lĩnh trung tâm và gạo đổi mã. Nếu trắng đổi mã đen thì tốt đen ăn lại bắt chết mã trắng đang bị ghim. Trắng để tốt D5 tấn công lại mã đen thì đen chạy mã E5 chiếm lĩnh trung tâm. Tượng trắng ăn xe đen, hậu đen ăn lại tượng trắng. Trắng vẫn cứ mất mã ở f 3 lợi thế sẽ nghiêng về bên đen. Do đó ở ván cờ thực tế, Trắng đương nhiên không đổi mã mà hiệu nên A4 trồng nguồn tượng tấn công mã đen C6 và tháo ghim cho mã ở F3. Mã đen là mã trắng, mã trắng ăn lại mã đen. Đen phi tượng lên G5 gạ đối tượng. Trắng không đối tượng mà lấy tượng ăn mã đen và tấn công xe đen. Tốt đen ăn lại tượng trắng. Nếu giờ trắng đổi tượng với đen thì hậu đen sẽ ăn lại tượng trắng tấn công mã trắng và nhăm nhe rình dập trên cột G. Cột E cũng được mở ra cho xe đen kiểm soát không có lợi cho trắng. Do đó trắng không đổi tượng với đen mà bình sẽ A sang E1 tăng cường quân bảo vệ tượng. Tượng đen ăn tượng trắng, xe trắng ăn lại tượng đen, xe đen ăn tiếp xe trắng, tốt trắng ăn lại xe đen, mở cột ép cho xe trắng còn lại kiểm soát. Đen có hậu E8 vừa tấn công tốt trắng E3 vừa bảo vệ tốt C6. Trắng dịch xe sang E1 bảo vệ E3. Đen để tốt F5 chuẩn bị sử dụng F4 tấn công tốt trắng. Trắng liền đi hậu A6 chuẩn bị lùi về phòng thủ. Đen theo hoạch đẩy tốt F4. Trắng chắc chắn mất tốt E3. Trắng lùi hậu về F1. Tốt đen A3 tấn công mạng trắng và biến thành tốt thông. Nhưng mà ăn được tốt trắng xong thì quân tốt thông này lại bị ghim. Trắng liền lên hậu D3 kết hợp với xe tấn công quân tốt đang bị ghim của đen. Right. Đen lên quân hậu B8 tấn công lại tốt trắng B2. Hậu trắng ăn E3. Hậu đen ăn B2. Đen vẫn lợi hơn trắng một quân tốt tuy nhiên thực tế vì tiếc quân tốt thông nên đèn đẩy tiếp tốt xuống e 2 và đây là một sai lầm chớp lấy sai lầm này trắng chỉ bảo f bạn bịt đường tượng đèn bảo vệ cho tốt thông ở đây thì đèn nên hiệu e 4 gạ đổi hậu hậu trắng ăn e 2 thì tượng đen ăn mã trắng tốt trắng ăn tượng đèn thì hậu đen ăn d 4 chiếu và bắt tiếp tốt c 5 đèn vẫn duy trì được lợi thế hơn trắng một tốt Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Đen không đi hậu E4 gạ đổi hậu Mà lại đi hậu F7 Chắc là định bình sẽ F8 Trồng quân hậu trên cột nổ F Nhưng mà đây lại tiếp tục là một sai lầm Trong đây sao là vậy Trắng chỉ mã G5 tấn công hậu đen Để còn kết hợp với hậu Dọa ăn tốt H7 chiếu nữa Đen buộc lòng phải chạy hậu G6 Cản lại và gạ đổi hậu Hậu trắng ăn hậu đen Tượng đen hậu trắng Xe trắng ăn tốt đen Như vậy với nước đi sai lầm đèn đã không duy trì được lợi thế hơn trắng một tốt mà giờ cấu trúc tốt này còn yếu hơn nữa Đen để tốt h 6 đuổi mã trắng trắng chạy mã e 3 nên phi tướng đến e 4 chiếm lĩnh trung tâm và tấn công mã trắng hồng làm suy yếu cấu trúc tốt cánh vua của trắng trắng nhảy ngay mã lên e 5 tấn công tốt đen c 6 và biến thành mã bạch tuộc bất tử ở vị trí này thì không quân nào có thể tiêu diệt được mã trắng cho nên mới gọi là bất tử Đen thì cũng không cách gì bảo vệ được tốt C6 Đành dương tốt A5 Mã trắng ăn C6 Và lúc này trắng đang lợi hơn đen Một tốt, cấu trúc tốt cũng đẹp hơn Đen đẩy tiếp tục xuống A4 Chuẩn bị xuống tiếp A3 gạo đổi Trắng đi xe A3 chặn lại Đen đi xe A6 tấn công mã trắng Trắng trên mã B4 tấn công lại xe đen Đen chạy xe G6 kết đối tượng tấn công tốt trắng G2 Nếu trắng đẩy tốt G4 Thì đen sẽ đẩy tốt H5 tấn công ngay cho trắng đã rất tinh tế Chỉ đẩy tốt lên G3 Đen vẫn đẩy tốt H5 Nhưng mà giờ trắng không sợ nữa Bởi vì nếu đen đẩy tiếp tốt xuống H4 Thì trắng sẽ tiếp tốt G4 tránh giao chiến là xong Do đó trắng cứ để yên đấy Và bình sẽ A3 tấn công tốt đen A4 Tuy nhiên thì nếu mà xe trắng ăn A4 Thì xe đen ăn G3 Cho nên đen cũng chưa sợ mất tốt mà có vua F8 bắt đầu tích cực vừa vào trận Trắng cũng nên vua F2 bảo vệ tốt G3 Sau đó sẽ thịt được tốt A4 Xe đen F6 chiếu Trắng chạy vua E2 Đen lại có xe G6 tấn công tốt trắng G3 Làm cho xe trắng vẫn chưa thể ăn A4 được Trắng dương tốt H4 Đen qua tiếp vua E8 Trắng liền bình xe E3 ghim tượng đen Dọa lấy mã khật tốt đen D5 Đen chạy ngay vua lên D7 tháo ghim cho tượng Trắng đẩy tốt A3 Bảo kê vững chắc cho mã Đen bình xe E6 trắng qua vua D2 tránh khỏi cột mở E. Đen dịch xe sang F6 chuẩn bị xuống F2 chiếu trộn. Trắng đi vua E2 chặn lại ngay. Đen đành lùi xe về F8. Trắng để tốt B3 gạ đối. Đổi hay không thì cũng mất tốt. Cho nên đen đành đổi tốt với trắng. Xe trắng ăn lại tốt đen. Đen đi tượng G2 chắc định xuống F1 chiếu móc lốp. Trắng binh xe E3 chắc định đi E5 tấn công đôi hai tốt của đen đen nghĩ thế nào lại lùi tượng về E4 thủ thế. Trắng lùi mã về A2, sau đó sẽ nhảy tiếp lên C3 tấn công đối tượng và tốt đen. Đen bình xe B8 dọa xuống B2 chiếu bắt mã. Trắng vẫn theo hoạch nhảy mã C3, đen cũng theo hoạch cắm xe xuống B2 chiếu. Trắng chạy vua E1, đen lên xe B3 tấn công tốt trắng A3 và ghim mã trắng. Trắng lên vua F2 bảo vệ xe và tháo ghim cho mã đen chạy tượng H1 tránh bị mã trắng thịt mất. Trắng lùi mã về D1 gạ đổi xe để còn bảo vệ cho tốt thông. Đen không dám đổi xe với trắng mà lùi xe về B8. Trắng lên xe E5 tấn công tốt đen H5. Đen để tốt G6 bảo vệ H5. Trắng lùi xe về E1 tấn công tượng đen. Đen chạy tượng E4. Trắng nhìn mã C3 tấn công tượng đen. Xe đen f 8 chiếu. Trắng chạy vua G1 Giờ đứng trước lựa chọn Một là mất tượng và tốt D5 Hai là trắng sẽ đẩy tốt thông lên A4 Đến quyết định là Phi sẽ dùng F3 tấn công tốt trắng G3 Đồng thời tấn công mã trắng và tốt A3 ở phía sau Mã trắng ăn tượng đen Tốt đen ăn lại mã trắng Trắng đi vua G2 tấn công xe đen và bảo vệ tốt G3 Xe đen ăn A3 Xe trắng ăn E4 Giờ là thế cơ tàn xe Trắng lợi hơn một tốt Đánh thêm gần chục nước nữa thì biết là không thể thủ hòa được Cựu thần đồng Alizeza Fizuza đành chịu thua Chiến thắng trước cựu thần đồng người Iran Thủ hòa với Á quân thế giới Nepo Cô gái nhỏ nhắn cư văn quân Đã cho các đức nam nhi thấy Đừng bao giờ coi thường phụ nữ Cái giá phải trả khá là đắt đấy Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào, hẹn gặp lại